Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của B Channel. Và trong cái video clip lần này thì Trinh sẽ chia sẻ cái trải nghiệm thực tế nhất của Trinh về cái chiếc điện thoại mà Trinh đang sử dụng. Đó chính là chiếc điện thoại iPhone 6s Plus. Có thể nói rằng là năm 2018 là một cái năm chạy đua của cái những thương hiệu smartphone khi mà cho ra những cái siêu phẩm của mình liên tục. Thế nhưng dù đã sử dụng 2 năm rồi nhưng mà Trinh vẫn chưa có ý định là sẽ thay đổi một cái chiếc điện thoại nào khác. Các bạn có thắc mắc là lý do vì sao không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cái video này để trả lời cái câu hỏi đó nha. Trước khi mà tìm đến với iPhone thì Trinh đã sử dụng rất là nhiều những cái chiếc điện thoại của hệ điều hành Android. Và đây là cái chiếc điện thoại đầu tiên mà Trinh sử dụng hệ điều hành iOS luôn. Những cái chiếc điện thoại quen thuộc trước đây mà Trinh hay sử dụng như là đến từ hãng Oppo nè, Samsung nè. Và gần nhất là chiếc điện thoại Oppo R7S. Lúc đó thì Trinh bị mê hoặc bởi vì cái tính năng selfie đẹp. Các bạn cũng biết là con gái thì mình rất là quan tâm tới cái việc là camera có cho hình ảnh đẹp hay không, có chế độ chỉnh ánh sáng đẹp này nọ hay không. Cho nên là lúc đó Trinh rất là thích cái điện thoại R7S và những cái điện thoại đến từ hãng Samsung. Thế nhưng mà sau một cái khoảng thời gian sử dụng thì Trinh cảm thấy rằng hệ điều hành Android nó lại làm Trinh hơi bị thất vọng một chút xíu. Bởi vì khoảng từ 6 đến 8 tháng sử dụng thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là bị giật lắc. Và nếu như các bạn nào cũng gặp cái tình trạng này giống Trinh thì các bạn sẽ cảm thấy vô cùng là khó chịu mà, đúng không? Và lúc đó thì Trinh quyết định là đi tìm cho mình cái chiếc điện thoại mà nó có cấu hình mạnh hơn và nó có một cái độ bền lâu hơn. Thế là Trinh tìm đến với iPhone. Và Trinh nhớ là lúc mà Trinh mua cái chiếc điện thoại này thì đã có iPhone 7 rồi. Nhưng mà cái sự lựa chọn của Trinh vẫn là iPhone 6s Plus bởi vì so về thiết kế thì Trinh cảm thấy là nó không có quá nhiều sự khác biệt. Thực sự ra thì Trinh lại cảm thấy không có thích cái camera lồi phía sau của iPhone 7 bởi vì Trinh cảm thấy nó hơi bị thô một chút xíu và nếu như mà xài không cẩn thận thì rất là dễ xảy ra cái tình trạng mà trà xước camera. Còn câu hỏi là tại sao mà Trinh không sử dụng iPhone 6s mà lại mua iPhone 6s Plus thì Trinh cảm thấy rằng là Trinh đã quen sử dụng với một cái chiếc điện thoại với màn hình to rồi, nó cho Trinh cái trải nghiệm tốt hơn bởi vì Trinh hay đọc sách và xem phim trên điện thoại của mình. Một cái điểm về thiết kế mà Trinh nghĩ rằng là rất là nhiều bạn băn khoăn khi mà lựa chọn chiếc iPhone 6s Plus bởi vì thời điểm đó thì iPhone 6s Plus bị nói rằng là xảy ra cái tình trạng là bong tróc sơn. Và thật sự đối với Trinh khi mà Trinh sử dụng cái chiếc điện thoại này ở khoảng thời gian đầu một năm thì Trinh thấy là nó không có cái tình trạng này đâu. Kiểu như là nó cũng sẽ có nhưng mà những cái vết nhỏ li ti thôi và Trinh thì Trinh chấp nhận được tại vì Trinh cũng hay xài case, nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên thì dạo gần đây, gần 2 năm sử dụng thì Trinh cảm thấy rằng là những cái vết này có vẻ là nó to hơn. Nhưng mà do là Trinh cũng sử dụng case mà cho nên rằng là Trinh cảm thấy rằng là nó cũng không ảnh hưởng đến Trinh nhiều cho mấy. Còn một cái điểm nữa về cái màn hình của nó thì Trinh đang cảm thấy là hơi phân vân một chút xíu. Đó chính là cái lúc mà Trinh chụp ảnh selfie. Sau đó thì Trinh so với cái điện thoại cũng là iPhone 6s Plus của bạn Trinh luôn. Thì Trinh cảm thấy là cái điện thoại của mình hình như là cái bức hình nó hơi bị ánh vàng một chút xíu. Đó cũng là một cái điều mà Trinh vẫn đang rất là thắc mắc. Không hiểu tại sao là cũng là iPhone 6s Plus là mà xảy ra cái tình trạng rằng là cái điện thoại của Trinh lại hơi bị ánh vàng so với bạn của Trinh. Tuy nhiên rằng là cái điều này nó cũng không có phải là quá nhiều. Bởi vì nếu như mà các bạn không để ý thì các bạn cũng sẽ không biết điều này. Tại vì do Trinh cầm hai cái điện thoại và so sánh với nhau mà thôi. Chứ còn cái mật độ và kiểu như là cái tần suất bị ánh vàng của nó thì thật sự là không hề nhiều. Cái phiên bản mà Trinh sử dụng là 128GB. Cho nên Trinh cảm thấy là với cái bộ nhớ này thì Trinh thoải mái lưu trữ hình và những cái ứng dụng. Trinh thì có một cái tật rất là xấu, đó chính là nhiều khi tải những cái app về xong rồi lại không có sử dụng rồi bỏ quên luôn. Nhưng mà với cái dung lượng này thì Trinh thoải mái bỏ quên nó bởi vì nó không có xảy ra cái tình trạng là bị over bộ nhớ xong rồi ảnh hưởng đến những cái hiệu năng, những cái thao tác tác thủ trên máy khiến cho máy bị chậm là hoàn toàn không hề có. Và một điều mà Trinh cực kỳ quan tâm đó chính là về camera. Thì camera của iPhone 6s Plus hoàn toàn chinh phục được Trinh. Mặc dù là nó không có những cái tính năng làm đẹp như những chiếc điện thoại trước đây đã sử dụng. Tuy nhiên rằng nếu như mà khi mà selfie sử dụng chung với những cái app như 360B612 hoặc là Foodie thì Trinh cảm thấy rằng là kiểu nó cũng cho ra một bức ảnh selfie rất là đẹp. Được một cái là dù đã sử dụng 2 năm rồi nhưng mà chất lượng hình ảnh, chất lượng camera vẫn giữ nguyên, kiểu nó không có bị giảm chất lượng hay như thế nào cả. So với những chiếc điện thoại trước đây Trinh sử dụng thì thời gian đầu chụp rất là đẹp nhưng mà sau đó thì sẽ bị nhòe, bị mờ nét và thậm chí nhiều khi không thấy mũi mắt đâu cả.
mờ mờ nhìn như thế nào ấy, cái chiếc điện thoại mình nó hoàn toàn chinh phục trên thời điểm đó, nó không có xảy ra cái tình trạng là sau một khoảng thời gian sử dụng nó sẽ bị giảm chất lượng hoặc là bị mờ nét. Một cái điểm tiếp theo chính là đối với những cái tấm ảnh mà chân chỉnh trên iPhone á thì nó đạt chất lượng khá là cao. Còn về pin thì thời gian đầu mà Trinh mới mua thì cái chiếc điện thoại này nó giúp Trinh sử dụng đến hơn một ngày. Và sau này khi mà sử dụng được 2 năm rồi, Trinh lại có cái thói quen là vừa sạc xong rồi lại vừa xài, cho nên là pin nó cũng hơi chai một chút xíu. Thật sự ra là so với chiếc điện thoại iPhone 6s Plus hiện tại, nếu như các bạn mua thì sẽ có giá dao động từ 7 đến 8 triệu. Cũng với phân khúc này luôn thì sẽ có rất là nhiều những cái siêu phẩm mới giống như là Huawei Nova 3i hoặc là Oppo F9. Tuy nhiên thì Trinh vẫn cảm thấy rất là hài lòng với em iPhone 6s Plus này. Và nếu như trong thời gian sắp tới nó không có bị trầy xước quá nhiều ảnh hưởng đến thẩm mỹ á, thì Trinh nghĩ là Trinh sẽ chưa có đổi điện thoại đâu. Còn các bạn có sử dụng iPhone 6s Plus hay không, hoặc là các bạn có ý định sẽ mua chiếc điện thoại hay không, thì hãy để lại comment bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp các bạn trong những video clip lần sau.